Xin chào các bạn, mình là Slenderman đây. Video ngày hôm nay mình muốn gửi tới bạn Mèo Channel và bạn Red Hood VN cũng như là fan của hai bạn một lời xin lỗi. Lý do mà mình làm video xin lỗi này là vì mình đã bắt chước một số ý tưởng về video của các bạn và điều đó đã làm cho hai bạn cũng như là fan của hai bạn cảm thấy là không vui và khó chịu về điều đó. Và mình thành thật là xin lỗi hai bạn. Mình mong là sau khi coi xong cái video này thì các bạn hãy xóa cái dòng status ở trên YouTube cũng như là Facebook và hãy bỏ qua chuyện này. Mình đã sai và mình không có lý do gì để bào chữa cho mình hết. Mình không có một lý do gì hết. Mình chỉ biết nhận là mình sai thôi. Và những bạn nào đã là fan của mình thì mình thành thật cũng xin lỗi các bạn vì đã làm cho các bạn thất vọng. Còn những bạn nào đang là fan chân chính của mình, các bạn đang bảo vệ mình, thì các bạn hãy dừng lại điều đó đi. Đừng làm điều đó nữa. Vì thực sự là trong chuyện này mình đã sai và các bạn không cần phải bảo vệ mình. Nếu các bạn còn yêu quý mình và còn là fan chân chính của mình thì mình mong là các bạn hãy qua channel của bạn Mèo và bạn Red Hood để cùng với mình xin lỗi hai bạn đó cũng như là fan của hai bạn đó, và mong là các bạn đó bỏ qua cho mình và tha thứ cái lỗi này cho mình. Một lần nữa thì mình xin lỗi bạn Mèo Channel, Red Hood VN cũng như là fan của hai bạn. Cảm ơn hai bạn đã xem cái video này và mong là hai bạn hãy tha thứ cái lỗi này cho mình cũng như là bỏ qua và hãy xóa cái dòng status ở trên Facebook cũng như là YouTube. Cảm ơn hai bạn.